Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày 21 tháng 7 tức ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bạn bè và dư luận quốc tế tiếp tục dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định ông là một nhà lãnh đạo yêu nước thương dân, có tầm nhìn chiến lược và là một nhà ngoại giao lỗi lạc. Hôm nay tròn 70 năm kỷ niệm ngày ký hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, dấu mốc lịch sử quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Các địa phương phía Bắc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tây Ban Nha bắt giữ tin tặc tình nghi tấn công mạng nhằm vào các nước NATO. Chuyến tàu khách đầu tiên kết nối hai thủ đô của Lào và Thái Lan chính thức hoạt động, mở ra cơ hội mới thúc đẩy du lịch và giao thương giữa hai bên bây giờ là tin chi tiết chiều qua theo giờ địa phương tại bắc kinh tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc tập cận bình đã đến đại sứ quán việt nam tại trung quốc viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng nhà lãnh đạo trung quốc khẳng định luôn ghi nhớ đóng góp to lớn của tổng bí thư nguyễn phú trọng trong việc thúc đẩy quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước việt trung phóng viên bích thuận thường trú tại trung quốc đưa tin Phát biểu với đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả cuộc đời cho Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, dẫn dắt Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam thúc đẩy và giành được những thành quả to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam. Đồng chí Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên định ủng hộ Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn kết lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường phát triển của mình. Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược. Bày tỏ sẽ tiếp tục cùng với phía Trung Quốc quán triệt thực hiện nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí Thư, sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững theo định hướng sáu hơn, cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Cùng ngày, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Vương Hộ Ninh và các đồng chí ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ, Đinh Tiết Tường, Lý Hy đã gửi vòng hoa. Ban chấp hành Trung ương, Quốc vụ viện, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc một số cơ quan đoàn thể trung ương và thành phố Bắc Kinh cũng gửi vòng hoa đến tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, một nhà lãnh đạo yêu nước, thương dân, có tầm nhìn chiến lược, một người cộng sản chân chính, một nhà ngoại giao lỗi lạc, một vị chính khách liêm khiết, uy tín là những ngôn từ mà bạn bè quốc tế dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp. Với bạn bè quốc tế, hình ảnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện rõ nhất qua các chuyến công du nước ngoài, từ các quốc gia láng giềng gần gũi cho tới năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiều quốc gia Tổng bí thư Nguyễn Vũ Trọng đã tới thăm nhiều lần như Trung Quốc và Nga. Cùng với các cuộc hội đàm và đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới đến thăm Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Vũ Trọng được đánh giá là một nhà ngoại giao lỗi lạc, có tầm nhìn chiến lược, có nhiều đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy và nâng tầm các mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Giáo sư Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam của Đại học Công nghiệp Chiết Giang Trung Quốc, Giáo sư Can Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, và nhà báo Mỹ Amiat Horowitz lần lượt chia sẻ. Vị thế quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Các nước trên thế giới rất coi trọng Việt Nam. Uy tín cá nhân của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt đến mức chưa từng có. Kinh tế Việt Nam liên tục phát triển dù gặp nhiều khó khăn. Đây là những thể hiện tốt nhất của chính sách ngoại giao cây tre. General Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bước đột phá mới vào năm 2013 khi ông là lãnh đạo đảng đầu tiên của Việt Nam đến thăm Vương quốc Anh và được Thủ tướng Anh tiếp đón. Năm 2015, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm đột phá tới Mỹ và Nhật Bản, nơi ông lần lượt được Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản tiếp đón. Đáng chú ý, trong tuyên bố chung năm 2015 giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nội dung cả hai nước khẳng định tiếp tục theo đuổi mối quan hệ sâu sắc, bền vững và thực chất dựa trên cơ sở tôn trọng hệ thống chính trị của nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sống một cuộc đời liêm khiết, đúng như những phẩm chất của một đảng viên. Mặt khác, Tổng Bí thư đã góp phần xây dựng đường lối ngoại giao cây tre của Việt Nam. Đây là một trường phái ngoại giao độc đáo, rất tích cực và thực tế, tạo nên không khí ổn định và hòa hợp giữa các quốc gia. Tôi tin rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tiếng nói tiên phong trong quan hệ đa phương trên toàn cầu. Một trong những thành tựu nổi bật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được bạn bè và dư luận quốc tế liên tục nhắc tới chính là công cuộc chống tham nhũng tiêu cực. Bạn bè quốc tế cũng truyền tay nhau tên gọi dân dã, người đốt lò vĩ đại của người dân Việt Nam dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là nhà lãnh đạo xuất sắc mà còn là nhà văn hóa lớn, trải qua nhiều cương vị công tác với những trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng chí luôn dành tâm huyết và sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phóng viên Minh Tâm phản ánh. Trong cả cuộc đời sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm, dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư đã có nhiều chỉ đạo giúp các ngành, các cấp, cán bộ và người dân xác định rõ quan điểm, mục tiêu để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực và nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước. Tiến sĩ Nguyễn Viết Trức, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa Xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, cùng với quan điểm xuyên suốt của Đảng ta qua các thời kỳ, luôn đặt vai trò của văn hóa lên hàng đầu, thì chính những chỉ đạo quan trọng của Tổng bí thư là nguồn cảm hứng để toàn xã hội quyết tâm chấn hưng phát triển văn hóa. Đồng chí Tổng bí thư nói rất rõ là vai trò vị trí của văn hóa rất cao, đánh giá rất cao. Văn hóa phát triển thì đất nước phát triển thì tôi thấy là cái cách đạt vấn đề của đồng chí Tổng Bí Thư cũng như của đảng ta nó rất logic, nó rất khoa học và nó rất thực tiễn. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa là hồn cốt dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Những thông điệp quan trọng được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra không chỉ là lời nói suông mà còn được thể hiện bằng những hành động hết sức cụ thể. Với vai trò là người đứng đầu đảng và với tâm huyết quyết tâm của mình, Tổng Bí thư đã thổi luồng gió văn hóa vào công cuộc đổi mới để phát huy những thành tựu của cách mạng Việt Nam như chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Khi nhìn lại vừa rồi sau nghị quyết 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đóng góp rất lớn vào cái đường lối đại 13 mà cái đường lối chung chính là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh khơi dậy cái khát vọng toàn dân tộc mà trong đó thì cái năng lực nội sinh chính là văn hóa thì tổng bí thư đã kế thừa cái tư tưởng của bác hồ đồng chí chỉ rất rõ các nguyên nhân ưu điểm nguyên nhân khuyết điểm và chỉ ra những việc cấp thiết phải làm trong thời gian trước mắt đây cũng là một cái rất cụ thể với rất nhiều những bài viết bài phát biểu trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ khẳng định vị trí vai trò to lớn của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tổng bí thư nguyễn phú trọng đã cho thấy một nhân cách lớn một nhà lãnh đạo vì nước vì dân vì sự phát triển văn hóa dân tộc tổng bí thư cũng có không ít công trình văn hóa những cuốn sách tâm huyết về văn hóa việt nam mà mới đây nhất phải kể đến cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cuốn sách đã nâng tầm lý luận, được xem như là cuốn cẩm nang quý giúp các cấp các ngành và mỗi cán bộ đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong thời đại mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà văn hóa lớn, luôn quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong hai ngày 25 và 26 tháng 7. Trong hai ngày quốc tang, các cơ quan công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. chương trình thời sự sáng tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Tối qua, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đến dân hương dân hoa, thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Keo, nghĩa trang Hàng Dương ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhân kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sĩ. Phóng viên Kim Dung đưa tin. Phát biểu tại lễ thắp nến tri ân ở Nghĩa Trang Hàng Dương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Các đại biểu dành phút mặc niệm và dâng nén hương với lòng thành kính hướng về anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống các đại biểu đã đến từng phần mộ dâng hương các liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang Hàng Dương, mộ tổng bí thư Lê Hồng Phong, mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Nghĩa trang Hàng Dương là nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sĩ cách mạng và nhà yêu nước qua nhiều thế hệ từ năm 1862 đến năm 1975. Trước đó, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Keo. Nghĩa trang Hàng Keo là chứng tích của chế độ thực dân đối với dân tộc Việt Nam, là một dấu tích của bao sự kiện đấu tranh cách mạng đối với mỗi liệt sĩ, mỗi con người, mỗi thời kỳ đấu tranh của nhà tù quân đảo. Di tích Nghĩa trang Hàng Keo đã được công nhận là di tích đặc biệt cấp quốc gia. Tham gia tại buổi lễ, bà Đoàn Lê Phong, cựu tù chính trị, cũng là con gái của liệt sĩ Đoàn Văn Bơ, thắp hương tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo, những liệt sĩ là đồng đội đã hy sinh, bà Phong xúc động nói. Đằng nào cũng cố để thắp nhang hết tất cả, nhất là cái khuôn mộ ở xa. Chúng tôi gửi đến liệt sĩ một nén nhang, một cành bông để tưởng nhớ đến các anh chị. Đó là tấm lòng của những người còn sống. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 7 tròn 70 năm ngày ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. 70 năm nhìn lại có thể nói quá trình đàm phán, ký kết, thực thi Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam là cuốn cẩm nang quý báu thể hiện bản sắc độc đáo của trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam. Những bài học này sẽ tiếp tục được kế thừa, vận dụng sáng tạo và là động lực cho sự phát triển của ngành ngoại giao Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và hội nhập quốc tế. Ghi nhận của phóng viên Anh Thư. 70 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Geneva vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Trong đó, bài học lớn nhất phải kể đến phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến của các thế hệ ngoại giao đi trước. Với nghệ thuật khéo léo thỏa hiệp nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hiệp định Geneva góp phần phục vụ nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện cơ sở lý luận, phương pháp luận cho đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, cũng như xây dựng, hoàn thiện và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng trong các giai đoạn phát triển mới của đất nước. Phó giáo sư, tiến sĩ Dương Văn Quảng, nguyên giám đốc Học viện Ngoại giao nhận định, sách lược ngoại giao mềm dẻo khôn khéo này chính là cơ sở để Việt Nam phát huy chiến lược ngoại giao cây tre trong thời kỳ đổi mới. Của của cây tre là cái gốc nó rất là chắc cái bám rễ rất chắc và cái gốc cây tre nó bám rễ đó chính là truyền thống ngoại giao của chúng ta từ các cái nghệ thuật ngoại giao cũng như là bản lĩnh ngoại giao ở thời kỳ 15 năm sáu ở hội nghị Geneva và ở hội nghị ở Paris đấy là cái gốc cái chân cờ xây ra đó là thể hiện cái lợi ích của gia dân tộc nó thể hiện cái quan điểm của chúng ta về thế giới cái thân nó phải bền cái ngọn cây tre mình chuyển chính là nghệ thuật ngoại giao đó là dĩ bất của ứng biến chúng ta giữ cái gì và chúng ta sẽ nhân nhượng cái gì trong các cái đàm phán quốc tế. Văn quốc tế bây giờ nó không chỉ có liên quan về đời chính trị, quân sự, biên giới, nó còn liên quan đến kinh tế, văn hóa, xã hội. xét trong bối cảnh mới, hiệp định Geneva đã tạo động lực để ngoại giao Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tham gia cùng quốc phòng, an ninh và cả hệ thống chính trị vào việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định của đất nước, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam. Ông Vũ Lê Thái Hoàng, viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao cho biết: Đối với cái thế hệ bây giờ ấy, thì là cái việc mà thấm nhuần hiểu đúng cái tầm vóc, cái ý nghĩa, những cái giá trị của những bài học đó và vận dụng nó như thế nào vào trong thực tiễn của đối ngoại của ngoại giao Việt Nam hiện nay là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng và vừa gọi là bám vững những cái giá trị cốt lõi, những cái nguyên tắc trong các cái bài học đó nhưng mà cái vận dụng cũng phải hết sức sáng tạo và hết sức hiệu quả xây dựng cái nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại. Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả 6 học sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế tại Vương quốc Anh đều đoạt huy chương và bằng khen, trong đó có huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Trong số này có 2 học sinh đoạt huy chương bạc gồm Trần Duy, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên sư phạm, trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trần Minh Hoàng, lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ thi Olympic toán quốc tế lần thứ 65 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 7 tại Vương quốc Anh với tổng số 609 thí sinh dự thi từ 109 quốc gia vùng lãnh thổ. Lễ bế mạc và trao giải Olympic toán quốc tế sẽ tổ chức vào ngày hôm nay theo giờ địa phương tại Vương quốc Anh. Tiếp theo là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ vĩ Bắc, 112,3 độ kinh Đông trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km một giờ giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10 đến 15 km. Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ vị tuyến 15 đến 20 độ vĩ Bắc, 108,5 đến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh tích cực chuẩn bị đầy đủ phương tiện lực lượng, thông báo hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển về nơi tranh trú, sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp. Phóng viên Đài Truyền Đất Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đến tối ngày 20 tháng 7, đơn vị đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.900 phương tiện với hơn 5.500 lao động và hơn 500 lồng bè tròi canh đang hoạt động và neo đậu trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, kiểm tra, gia cố công trình đê điều thủy lợi, tăng cường kiểm tra đê điều và chủ động xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố có thể phát sinh. Ông Đỗ Gia Khánh, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng cho biết: Chỉ đạo các lực lượng thông báo tới các tàu thuyền diễn biến của áp thấp quy theo dõi tàu thuyền tháo nước đệm ở các công trình thủy lợi nếu mà mưa lớn ngập thì sẽ ảnh hưởng gây ngập lụt thế nên phải chỉ đạo các công ty thủy lợi tháo nước đệm đến mức có thể để phòng xa trường hợp mưa lớn tránh gây ngập lụt còn thì nếu mà nó ngập lụt thì sẽ phải có các biện pháp để bơm hút sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các địa phương đơn vị không chủ quan về hướng đi cường độ của áp thấp nhiệt đới tiếp tục tổ chức công tác ứng phó Sở giao thông vận tải, Sở du lịch Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị thông báo về tình hình áp thấp nhiệt đới để du khách biết, chủ động nhất là vào dịp cuối tuần, duy trì công tác trực ban nghiêm túc, sẵn sàng thực hiện các chỉ đạo về phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra. Chuyển sang phần tin quốc tế, Quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim chính thức nhậm chức tại lễ đăng quang được tổ chức trang trọng tại cung điện hoàng gia Malaysia. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực ASEAN đưa tin. Buổi lễ nhậm chức được tổ chức mang đậm phong tục và truyền thống của Hoàng gia Malaysia trước sự chứng kiến của gần 700 quan khách trong và ngoài nước, trong đó có quốc vương Brunei và quốc vương Bahrain. Phát biểu tại buổi lễ, quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim cam kết sẽ chỉ vì đất nước với lòng trung thành, trung thực và công bằng nhằm mang lại bình đẳng cho tất cả mọi người dân Malaysia cũng như bảo vệ sự thịnh vượng và chủ quyền quốc gia. Quốc vương Sultan Ibrahim cũng bày tỏ hy vọng chính phủ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa đất nước phát triển tiến bộ và thịnh vượng. Quốc vương Sultan Ibrahim sinh năm 1958 tại bang Johor. Ông là tiểu vương Johor kể từ năm 2010 cho đến khi được hội đồng quân chủ bầu chọn là quốc vương thứ 17 của Malaysia tại cuộc họp đặc biệt diễn ra vào ngày 27 tháng 10 năm 2023. Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 tin tặc được cho là thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào Tây Ban Nha và các nước thành viên khác trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với các mục đích khủng bố. Sự cố máy tính toàn cầu do lỗi của bản cập nhật phần mềm của công ty an ninh mạng CrowdStrike đang gây gián đoạn trên diện rộng đối với các dịch vụ trực tuyến tại Anh và thiệt hại được ước tính có thể lên tới hàng tỷ bảng. Các chuyên gia công nghệ thông tin tại Anh cho biết lỗi của bản cập nhật phần mềm CrowdStrike được liên kết với hệ điều hành Windows có thể phải sửa chữa theo cách thủ công đối với từng máy tính. Ngoài ra, sự cố xảy ra trước khi máy tính được kết nối với internet nên sẽ không thể khắc phục sự cố từ xa. Ông Adam Leow Smith, chuyên gia an ninh mạng của Hiệp hội Máy tính Anh cho rằng có thể mất nhiều ngày thậm chí nhiều tuần để khôi phục hệ thống máy tính sau sự cố công nghệ thông tin lớn nhất trong lịch sử này mặc dù sự cố đã được khắc phục một phần, nhưng trong ngày 20 tháng 7 đã có ít nhất 45 chuyến bay ở Anh bị hủy và các hãng hàng không đang tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra chậm trễ tại các sân bay trong vài ngày tới. Truyền thông Hy Lạp đưa tin một máy bay chở 233 hành khách vừa buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Athens. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn. Máy bay khởi hành từ London từ sân bay Chennai của Hy Lạp và báo cáo sự cố ở hệ thống thủy lực. Theo chính quyền Hy Lạp, vụ việc không liên quan đến sự cố công nghệ toàn cầu hôm 19 tháng 7. Chuyến tàu khách quốc tế đầu tiên kết nối hai thủ đô của Lào và Thái Lan đã đến ga Kham Sa Vạt ở thủ đô Viêng Chăn. Đây là một trong những dự án hợp tác của Lào, Thái Lan nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối cơ sở hạ tầng theo tuyến hành lang kinh tế Đông Tây Bắc Nam. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Lào. Sau khoảng 12 tiếng di chuyển và làm thủ tục xuất cảnh tại ga Nòng Khai ở Thái Lan, 500 hành khách đầu tiên đã tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu hành trình khám phá thủ đô Viêng Chăn hoặc tiếp tục đi tàu cao tốc Lào Trung Quốc để đến các điểm du lịch nổi tiếng khác của Lào. Ông Dao Chinda, xì sì Hạ Lạt, tổng giám đốc công ty đường sắt quốc gia Lào cho biết, việc chuyến tàu kết nối giữa hai thủ đô của hai nước Lào và Thái Lan chính thức đi vào hoạt động không chỉ giúp du khách có thêm một lựa chọn khi di chuyển mà còn góp phần vào việc thúc đẩy kết nối giao thông giữa hai nước Lào và Thái Lan. Mexico và Trung Quốc đã khai trương tuyến vận tải hàng hải trực tiếp mới góp phần giảm thời gian vận chuyển hàng hóa giữa nước tới 10 ngày. Tuyến vận tải mới này khởi hành từ cảng Đại Liên ở phía đông bắc Trung Quốc và do tập đoàn China Cosco Shipping điều hành. Doanh nghiệp này lên kế hoạch thuê 8 tàu chở hàng với sức tải từ 6.000 đến 8.000 container loại 20 feet để cung cấp dịch vụ vận tải trực tiếp hàng tuần đến các cảng Mexico nằm ở khu vực duyên hải Thái Bình Dương của quốc gia Mỹ Latin này. Trong năm qua, ước tính có khoảng 650.000 người ở Nhật Bản đã lạm dụng thuốc không kê đơn cho các mục đích không đúng mô tả thuốc với tỷ lệ sử dụng cao nhất là ở thanh thiếu niên. Đây là kết quả nghiên cứu toàn cầu đầu tiên vừa được Bộ Y tế Nhật Bản công bố. Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía bắc, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, dương chiều và tối có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, miền Đông có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông, gió đông đến đông bắc cấp 5. Nam. nam Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây bắc đến tây cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rải rác có rông, gió tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Bể Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng phía Tây sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rải rác có rông, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Ngô Phú Trọng. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định luôn ghi nhớ đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Ngô Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em, giai nước Việt Trung. Bạn bè và dư luận quốc tế tiếp tục dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Tổng Bí thư Ngô Phú Trọng, khẳng định ông là một nhà lãnh đạo yêu nước, thương dân, có tầm nhìn chiến lược và là một nhà ngoại giao lỗi lạc. Các địa phương phía Bắc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Tính đến tối qua, thành phố Hải Phòng thông báo cho hơn 1.900 phương tiện biết hướng đi của áp thấp để đề phòng. Các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Ninh cũng lên phương án đề phòng khi áp thấp mạnh lên thành báo. Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 tin tặc được cho là thực hiện nhiệm vụ tấn công mạng nhằm vào Tây Ban Nha và các nước thành viên khác của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phần thảo lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên thanh trường phương anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên thành tuấn kỹ thuật viên nguyễn hằng chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng